Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, thường xuyên livestream bán hàng trên các trang mạng xã hội. Người này khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay có mua sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh là hàng giả để bán kiếm lời. Công an đã thu giữ 235 chai dung dịch với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Mới rộng điều tra, công an đã triệu tập và tạm giữ hình sự hai người phụ nữ cung cấp hàng giả. Khám sát nơi ở của những người này, công an đã thu giữ 794 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh và hơn 15.000 sản phẩm dấu nộp hiện chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.